Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác liên ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm minh bạch trách nhiệm và bền vững. Triển khai kế hoạch xây dựng đề án xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh đến năm 2030, để hoàn thiện đề cương đề án xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh đến năm 2030, Diễn Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã xây dựng cụ thể các nội dung, phân công nhiệm vụ thực hiện báo cáo nền, thu thập số liệu ngành, dân dân. Tại buổi làm việc, đoàn công tác còn thảo luận về kế hoạch triển khai các nội dung hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp thực hiện kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch trách nhiệm và bền vững ở việt nam đến năm 2030 theo quyết định số 300 của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến thăm làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, đoàn đã chia sẻ trao đổi học tập kinh nghiệm hiệu quả việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người tham gia chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết hợp tác đào tạo và đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2022-2026. Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Kiều Thế Lâm đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến chính sách của Đồng Tháp, trong đó tập trung chủ yếu là việc hỗ trợ cho người lao động như mức chi phí không hoàn lại, giai vốn tính chấp tại hệ thống ngân hàng chính sách xã hội và hỗ trợ đầu tư phát triển điểm du lịch, dân dân. Từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 6 tháng 6 năm 2024, Quỹ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Cao Lãnh năm 2024. Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quỹ ban nhân dân thành phố. Qua kiểm tra cho thấy các cơ quan đơn vị địa phương đã ban hành các kế hoạch cải cách hành chính theo quy định và ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện. Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính và thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử ban hành đầy đủ kịp thời, đúng thời gian quy định các kế hoạch triển khai, kiểm soát quy định thủ tục hành chính, ra soát, đánh giá thủ tục hành chính, dần dân. Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và quỹ ban nhân dân các quyện, thành phố phổ biến nội dung chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan đơn vị địa phương mình nắm rõ tiện ích của việc ứng dụng dữ liệu dân cư, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với công an tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan, nghiên cứu triển khai thực hiện quy trình phối hợp nghiêm túc, đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được kịp thời, nhanh chóng, chi trả đúng người, đúng chế độ, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm dân dân. Quỹ Ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và Quỹ Ban nhân dân quyện thành phố chủ động nghiên cứu các giải pháp tổng hợp kinh nghiệm trong triển khai đề án 06 tại các tỉnh, thành phố, nhất là của Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội về sử dụng kinh phí trong đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin. 17 nhiệm vụ do tổ công tác đề án 06 chính phủ triển khai tại Thành phố Hà Nội để tham gia trong công tác tham mưu đề xuất Quỹ Ban nhân dân tỉnh, tổ công tác đề án 06 tỉnh triển khai thực hiện.